Vâng, T Audio xin kính chào quý vị và các bạn yêu âm thanh âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của T Audio, một kênh hiện nay đang cung cấp các thiết bị âm thanh hàng bãi của Mỹ, những dòng loa JBL nổi tiếng cũng như các dòng cục đẩy Crown Marker Rotex. Quý vị thân mến, trước mắt quý vị là một cặp loa với cấu hình đã được khui ra và nội thất bên trong. Đây là một cặp loa với model JBL SR4735A hiện đang có mặt tại cửa hàng của T Audio. Quý vị thân mến, dòng loa này cũng được chạy với một loa bát có đường kính 40 từ 22 và côn 100. Với model của loa bát là 2226G, đánh với trở kháng 4 ohm. Vâng, đánh với trở kháng 4 ohm từ 22 côn 100 và hình thức cặp loa này còn khá đẹp. Hàng vừa về thì T Audio cũng tranh thủ thời gian để quay và gửi tới quý vị và các bạn để chúng ta có sự lựa chọn để kịp chơi cho Tết Nguyên đán của Việt Nam chúng ta cũng đã sắp đến rồi. Quý vị thân mến, ở một loa chung được chạy với một loa chung có đường kính 22 và côn 5,1 với model 2119H và một loa chép kèn với từ 17 côn 4,5 với model 2417H, hình thức từ còn rất đẹp cũng như tuyến loa còn rất đẹp và với một loa bát cấu hình 40. Và đây là một loa bát của thùng thứ hai. Vâng, đây là hình loa bát của thùng thứ hai. Quý vị thân mến, cái ánh này không phải là cái gì bằng ánh nắng đang lọt qua cửa sổ để vào với phòng của T Audio nên nó có ánh nắng nên hơi khó xem. Vâng, vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu những dòng sản phẩm nổi tiếng cũng được đánh giá cao trên thế giới này, xin vui lòng liên hệ với T Audio theo số điện thoại 0975600005 hoặc kết bạn Zalo để được cung cấp hình ảnh cũng như tư vấn chi tiết về những dòng sản phẩm này. Quý vị thân mến, tất cả hình thức cặp loa này từ bên trong đến bên ngoài, hình thức từ của loa còn rất đẹp và cũng như tuyến thùng còn rất đẹp. Và trước mắt quý vị đó là một cục phân tần rất khủng, to đúng bằng một chiếc bảng học sinh của các em. Vâng, hình thức thùng còn rất mới và bông tiêu âm vẫn còn mịn màng và ngay ngắn, hình thức còn rất sáng và đẹp. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán để phục vụ cho hát karaoke cũng như nghe nhạc trong gia đình cùng vui chơi với bạn bè trong dịp Tết Nguyên đán, xin vui lòng liên hệ với T Audio theo số điện thoại 0975600005 để được cung cấp hình ảnh cũng như tư vấn chi tiết để kịp chơi cho Tết Nguyên đán. Chúng ta cũng đã vất vả cả một năm rồi, trong có mấy ngày Tết để nghỉ ngơi vui chơi với bạn bè. Như vậy chúng ta cần phải tranh thủ thời gian thì sẽ kịp được để bộ âm thanh về tới nhà quý vị và các bạn với bộ âm thanh cấu hình được đánh giá nổi tiếng trên thế giới để chúng ta có được một bộ âm thanh chơi Tết trong mấy ngày. Vâng, trong clip này em đã quay khá chi tiết. Vậy bây giờ em xin phép được dừng clip tại đây. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại đã nêu trên. Và cuối clip, rất mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho T Audio trong những thời gian qua cũng như trong những thời gian tới để tiện theo dõi mỗi khi có những sản phẩm mới lạ về với cửa hàng T Audio thì chúng ta sẽ kịp thời để nhận và biết được là sản phẩm đang có tại cửa hàng của T Audio. Quý vị thân mến, ở clip này em về cái em quay để giới thiệu đến quý vị và các bạn luôn. Còn nguyên đất bụi cát đây em chưa kịp lau, nhưng mà sau clip này em sẽ lau, em sẽ quay qua bên ngoài để quý vị và các bạn nhận biết được rằng hình thức của cặp loa này nó còn đẹp như thế nào. Vâng, đây là hình thức ở bên ngoài, em mà lau qua đi một cái thì nó sẽ đẹp. Hình thức của bên ngoài, nói chung cặp loa này hình thức ở bên ngoài còn đẹp được khoảng 90%. Vâng, quý vị nào có nhu cầu sở hữu xin hãy liên hệ với T Audio theo số điện thoại đã nêu trên. Và bây giờ em xin phép được dừng clip tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.